Cái quy tắc ứng xử của của vì sao một bộ giáo dục phải ban hành quy tắc này bởi vì sao bởi vì phải ban hành quy tắc này nó giống một cái quy định của pháp luật tất cả chúng ta phải tuân thủ đấy nhưng mà tôi thấy rằng là cái cách cư xử của một một một, một hiệu trưởng cái đầu tiên là người ta đến người ta trình bày thì người ta đang bức xúc thì mình phải trấn an người ta đi ví dụ như người ta đang trình bày là cái cô giáo chủ nhiệm một cô giáo chủ nhiệm đang ngồi chân cái mặt sau đó đang ngồi lướt lướt điện thoại đấy hiệu trưởng mà nghiêm khắc ra thì làm gì có cái câu chuyện phụ huynh đang phụ huynh người ta đến người ta báo cáo mà để cho giáo viên chủ nhiệm ngồi đứt điện thoại như vậy vô ý thức như thế đấy thế nhưng mà lại là phụ huynh người ta trình bày thì người ta đã phát hiện ra rằng người ta nói câu trước câu sau người ta đã linh cảm được rằng là hiệu trưởng đã bao bao che cho cho giáo viên thì thay vì cái việc đó mình phải chấn an đi chỉ để cho mình mình xoa dịu phụ huynh để để mục đích của mình là mời phụ huynh vào để nghe phụ huynh người ta trình bày xem người ta trình bày cái gì người ta đang bức, xúc cái gì người ta muốn muốn chia sẻ cái gì trong cái câu chuyện này thế nhưng mà lại là phụ huynh để đứng ở ngoài cửa tra ra một cái thể thống gì cả bắt đầu nó nói xỉa vào đấy trình bày xỉa vào là cô giáo viên chủ nhiệm thầy nọ thầy kia xúc phạm con chúng tôi rồi rồi để, để vu khống cho con chúng tôi là nói thế nọ nói cái kia thế hiệu trưởng thì thay vì cái việc là nói năng chuẩn mực lẽ ra là là con mời bà vào phải để cho người ta vào thì mình mới trình bày mình mới nói đường đây lại cứ bà muốn gì ba bốn câu đều bà muốn gì cái giọng điệu đó chỉ có là cái giọng điệu của xã hội đen đang cầm dao để chuẩn bị đánh nhau giết nhau thôi bởi vì câu nói đó là câu nói không có văn hóa câu nói đó không phải là chuẩn mực câu nói đó không tôn trọng người khác mà trong cái đó là người ta cầm cái máy người ta quay thì mình phải nói như thế nào ấy. ta như là không có cái máy quay ạ à, người ta không quay mình ạ à, thì nói năng như nào nó lời nói gió nó bay đi chối phát đi còn được đường đây người ta quay mà mình còn nói như vậy để cho nó lên trên cộng đồng mạng rồi bắt đầu là người nọ người kia lại đánh giá về giáo dục giáo dục nó quá nhức nhối luôn từ câu chuyện của trường tôi từ câu chuyện của trường quốc tuất từ câu chuyện của trường cô lịch ở thành phố Yên nam từ câu chuyện của trường cô tuất ở trường tiểu học quốc quay hà nội đấy nó bung bét cả lên rồi đến bây giờ thỉnh thoảng lác đác lại có một vài đoạn clip vài ba bốn phút như vậy làm ảnh hưởng không nhỏ đến giáo dục trong đó có tôi Thực sự tôi quá là buồn. Vậy thì chúng ta phải nhận thức cho nó đúng chứ. Tôi không nói đến cái quy tắc ứng xử ở đâu cả. Nhưng mà cái nhận thức tối thiểu của một con người, nhận thức tối thiểu của một hiệu trưởng, nhận thức tối thiểu của một giáo viên, thì nó phải đúng, nó phải chuẩn, nó phải chính xác. Đấy. Ngoài bác lạnh bạn ạ. Tôi ở trong nhà cho nên mặc cảnh quất như vậy đấy. Chứ nếu như ở ngoài là phải mặc áo bông. Thế nhưng mà ứng xử nó không chuẩn, nó không phù hợp còn lại là gì phụ huynh khi mà đến trường á ở đây thì tôi cũng cũng, cũng xin được góp ý luôn với phụ huynh chúng ta như thế này huynh nhiều người là cứ tưởng rằng là mình có quyền mình đến trường bắt đầu là mình chân thì thấp chân thì cao mặc cái quần thì nhiều phụ huynh nè ăn mặc thì lỗ lang kịch cỡm phóng cái xe ầm 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 vào trường bảo vệ chưa kịp can ngăn thì bắt đầu là phóng vào trường rồi có cả trường phụ huynh vác cả dao vào để mà dọa dẫm cả thầy lẫn trò hiệu trưởng phải quỳ xuống đấy chúng ta trong một cái trường học trong một cơ quan nhà nước nó phải có kỷ cương chứ, có kỷ cương chứ, mà kỷ cương là bắt đầu do từ hiệu trưởng điều hành trở xuống, mà hiệu trưởng trả ra cái gì thì thì cái trường nó cũng trả ra cái gì luôn, hiệu trưởng nó rốt nát thì cái trường nó trả ra cái gì luôn. thì tôi cũng xin phép luôn là gì, trong câu chuyện này thì phụ huynh lẽ ra vào phải trình bày, hiệu trưởng mời là con mời bà vào, thì phải vào ngồi chứ đừng đây để đứng ở ngoài cửa bắt đầu nói sỏ vào là tôi không thèm vào nói cho nó bỏ tức làm âm là mỹ cả cái trường học lên như thế tôi nói ngay hôm đó tôi mà là hiệu trưởng là tôi mời bà này về Thông tiếp luôn mà cũng không hỏi luôn nhưng hiệu trưởng cũng chẳng ra cái gì luôn quy tắc ứng xử mình thì ứng xử cho nó chuẩn mực ứng xử cho nó có văn hóa thì lại cũng không có ứng xử thế nào để phụ huynh người ta còn phục lẽ ra mình phải chân an cái cô giáo chủ nhiệm cơ đi khi mà người ta đang đứng ở ngoài người ta xỉa vào đó mình chân an cô giáo chủ nhiệm cơ đi cả có lý do gì mà cô giáo lại lên đi xúc phạm con em người ta như thế chỉ cần nói câu đó thì chắc chắn là hạ hỏa phụ huynh đấy người ta sẽ 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 dịu ngay và mời người ta vào để 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 nghe người ta trình bày xem là người ta trình bày nó như thế nào mình là hiệu trưởng mình phải luôn luôn lắng nghe luôn luôn thấu hiểu kể cả mà, mà 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 mà, xã hội đen người ta vào thì mình cũng phải nói năng như thế nào chứ nói năng mà không cái kiểu mà là anh muốn gì nếu như hôm đó mà là là một cái bà phụ huynh như hôm đó mà là một cái ông nào hoặc là một cái cha, cái anh thanh niên nào đó mà 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 nóng tính thì có lẽ đánh nhau to vì cái ngôn ngữ nó không chuẩn mực gì cả ngôn ngữ anh muốn gì là muốn ngôn ngữ là, là thách thức trịnh thượng đấy ngôn ngữ đó không phải là ngôn ngữ của một nhà giáo thế phải khẳng định như vậy thế nên là hôm trước có một cái bạn ấy gửi cái clip này cho tôi mà bạn nói là cô nghĩ gì trong câu chuyện này thì tôi nói trong câu chuyện này cả hai người đều sai cả nhưng cái lỗi sai lớn nhất là hồi hiệu trưởng và chúng ta thấy là Thời đại bây giờ là thời đại công nghệ thông tin Bất cứ một cái gì đưa lên mạng Là cộng đồng mạng người ta nhào vào ngay Người ta đánh giá nhận xét ngay Cộng đồng mạng người ta giỏi lắm Tôi chỉ cần viết một cái 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 status lên mà sai một cái lỗi chính tả thôi Thì lập tức sẽ có người vào góp ý tôi ngay Và mình là phải là một con người cầu thị Tức là luôn luôn phải hiểu, luôn luôn lắng nghe Đấy, người ta nói đúng thì mình tiếp thu Người ta nói chưa đúng Thì mình rút kinh nghiệm Những cái gì mình mình phải nhận thức cho nó đúng để mình sửa chữa Đấy gọi là tự nhận thức bản thân ấy. Nếu như cái cuộc sống này Mà không biết tự nhận thức bản thân ấy, Thì vô tình chúng ta sống lệch chuẩn Mà sống lệch chuẩn Thì ném chúng ta ra ngoài Cái bể bơi của xã hội kia, kia Một cái bể bơi vô cùng rộng lớn Một cái biển cả bao la như vậy Thì chúng ta chống chọi như thế nào Chúng ta bơi như thế nào để chúng ta vào bờ được Đấy thì chúng ta phải có một cái, cái cái, 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 cách nói năng cái cách sống cái cách làm lời nói phải đi đối với việc làm nhiều hiệu trưởng nói ăn thì không nên đợi nói chẳng nên lời đấy nói câu nọ bắt đầu mâu thuẫn câu kia và gây bức xúc cho giáo viên gây bức xúc cho phụ huynh thì nếu hôm đó mà hiệu trưởng nói năng nhã nhã từ tốn bác ơi con mời bác vào đây có gì bác trình bày đường đây người ta đang bức xúc rồi mình lại bà thích gì bà muốn gì cái giọng đó là giọng trịnh tượng giọng thách thức chi nếu hôm đó mà là một cái ông đàn ông khó tính là sẵn sàng đánh nhau hôm đó rồi thế nên là qua câu chuyện này chúng ta mới thấy rằng cái cô giáo chủ nhiệm là cũng không chuẩn mực ngồi để lướt điện thoại chả tôn trọng người khác gì cả cái trường nó tôi kỹ rằng trả ra cái thể thống gì luôn đấy cho nên cái quy tắc ứng xử vì sao mà bộ giáo dục phải đưa ra ban hành cái quy tắc ứng xử như vậy ứng xử giữa giáo viên với lại người học giữa giáo viên với lại cán bộ quản lý giữa giáo viên với đồng nghiệp giữa giáo viên với lại cha mẹ người học nó có rất là rõ rồi bận đến đâu bận thì cũng phải mở ra tất cả các thầy cô chúng ta đều phải mở ra mà đọc sơ đi đọc lên một lần hai lần xem người ta bộ giáo dục người ta quy định cái gì để mà cứ xử cho nó chuẩn chứ nhiều thầy cô lên trên lớp vén cái môi lên chửi bới đánh học sinh để đến lúc học sinh nó đến nhà cô nó tâm sự thì bây giờ lại cấm không cho học sinh đến nhà cô cái kiểu mà cái kiểu đó thì cái kiểu mà 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 lúc nào cũng cứ sợ sợ sệt sệt như vậy em đăng ký cho cô đấy thì chúng ta thấy rằng là 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 nhiều những cái câu chuyện ở trên mạng lẽ ra nó không đáng có nhưng tự dưng ở đâu nó cứ xuất hiện rồi cuối cùng để cho cộng đồng mạng người ta phải bắt đầu người ta suy nghĩ cái bình luận để người ta bình luận người ta đánh giá người ta nhận xét về cái ngành giáo dục Đấy. Tôi thực sự là tôi rất là bức xúc luôn. Lâu nay á, nói thật với cộng đồng mạng nhiều nhiều người quý tôi, nhiều người nhiều người rất là phục nể tôi và tôi bán tôm á, bán hàng á thì các bạn uh, các bạn mua ủng hộ tôi và rất là tin nhiều những cái cái, cái 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 cuộc điện thoại nghe rất là dễ thương luôn. Mặc dù người ta ở đâu ở đâu người ta chỉ biết cô Xuyến ở trên mạng xã hội thôi mà. Nhưng mà qua cách sống của cô Xuyến qua cái cách mà cô xuyến lên live trên trực tiếp như thế ừ. này thì nhiều người, người ta rất là nể đấy người ta bảo là người ta đánh giá con người qua hành động qua lời nói qua việc làm qua cách ứng xử hàng ngày đấy thì người ta phục thôi và người ta chuyển vào tiền vào cho có những cái đơn hàng bảy tám triệu hôm trưa hôm qua đi về rất là một cái chị ở phú thọ chị nó mua 6 cân vải 5 cân tôm lập tức về là phải chốt cái đơn đó đem ra ngoài bưu điện gửi cho chị ấy và chị bảo em cho chị xin số tài khoản để em chị chuyển tiền. Thì mình phải sống như thế nào thì người ta mới tin tưởng như vậy. Rồi hôm nay lại có một cái câu chuyện như thế này. Cộng đồng đồng mạng mới thấy có dễ thương không này? Tôi chuyển cho một cái anh đấy ở Hải Phòng. Một cân tô 1 triệu 350 nghìn. Thế nhưng mà lại là hai túi năm lạng Thế là chả biết trên đường vận chuyển nó ách tắc chỗ nào. Thế là chuột nó cắn. Chuột nó cắn thì anh nữ có nhắn tin anh bảo em ơi. Một túi năm lạng, là túi có bốn lạng. Mà anh dơ ra là con chuột nó cắn nó ăn mất một lạng thế là lập tức tôi tôi cũng xin lỗi và tôi nói rằng là không chưa chắc là cái con chuột đó nó nó, nó đã ăn hết một lạng tôm có thể là vừa rồi để em có nhờ một số người đóng tôm thì người ta cân thiếu tức là mắt đổ mắt xịt người ta nhìn cân không đúng cho nên là xin lỗi anh và em em xin phép được chuyển lại một lạng tôm là 135 trăm nghìn và trừ phí ship đi năm nghìn thì tôi xin số tài khoản của anh đấy mà tôi trả lại 130 trăm ba nghìn rất là lịch sự rất là văn minh như vậy tức là, là là, là rõ ràng mình mình buôn bán thì đương nhiên là buôn là phải có lãi rồi thế nhưng mà lại một cái năm lạng tôm mà chỉ có bốn lạng thì không thể được rồi người ta mất một cái lạng tôm đi là 135 trăm ba nghìn mà đặc biệt là những người có điều kiện thì không sao cả những người nông thôn người ta cả năm thì dồn tiền lại mua được một cân tôm như vậy mà mất đi một lạng tôm là 135 trăm ba nghìn xót xa lắm chị ạ thế nên là cô xuyến lập tức là chuyển lại số tiền là 130.000. Chuyển lại ngay. Đấy rồi nhiều bạn là mua một lúc 2 3 cân tôm xong khi nhận tôm là bắt đầu nhắn tin cho cô là cô ơi em nhận được tôm rồi em cảm ơn cô. Tôm giống như ở trong hình cô cô đăng. Thế cô nói rằng là tôi bán ở đây có nghĩa là tôi tự làm, tự thuê người làm. Đấy, tự thuê người bóc, tự thuê người sấy và chính tay mình làm. Thế cho nên là chữ tín nó rất là quan trọng. Chỉ cần mất một cái niềm tin đi thôi. Chỉ cần chốt một cái đơn hàng nó sai đi thôi. Là tự nhiên là mất chữ tín liền. Cho nên là tôi bảo là phụ huynh tin tưởng cô Xuyến. Vì là một cân tô 1 triệu 350 nghìn. Tôi không thể đánh đổi một cái danh dự của tôi chỉ bằng có 1 triệu 350 nghìn. Các bạn chuyển tiền vào số tài khoản của tôi thì đương nhiên là cái tiền nó đang nằm ở trong đó. Và tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật Làm gì có cái chuyện một vài triệu mà phải ra pháp luật Đấy cho nên mình sống mình phải chuẩn chỉnh Mà muốn chuẩn chỉnh thì Thì mới nói được người khác chứ Mình sống mình 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 dối trá lừa bịp Với lại mình nói là ăn không nên đòi Nói không nên lời mà cứ làm hiệu trưởng Thì nói ai? Ai nghe? Đấy đặc biệt là lãnh đạo tôi Lãnh đạo tôi là phải có tâm, có tầm, có trình Lãnh đạo mà lãnh đạo là đầu đất Thì không bao giờ lãnh đạo nổi tôi Thực sự là như vậy nên là mình đánh giá được đánh giá giáo viên thì chúng ta phải nhìn vào hiệu trưởng nếu trong một trường học mà hiệu trưởng nghiêm hiệu trưởng đàng hoàng thì giáo viên không dám lệch luôn không bao giờ có chuyện giáo viên lên mạng để mà nói xa xả hay là giáo viên đăng tải cái gì ra anh đâu là phải chấn chỉnh